em nghe chị bảo. Dạ em chào chị ạ. Tí nữa người yêu chị mà đến mua cái gì em đụng giá lên gấp 3 lần cho chị. Ôi trời ơi, không được đâu chị ơi, chị mà làm vậy á ảnh bóc phốt cửa hàng em chết. Phốt biết cái gì, có cái gì chị lo hết, em yên tâm. Dạ vâng ạ. A few moments later. Tính tiền cho anh. Dạ của anh chị hết 18 triệu ạ. Dạ em cảm ơn anh chị ạ. Đủ rồi thôi mình đi về anh ơi. A few moments later. Nè. Ủa chị? Tiền thừa chị đâu? Ủa rồi. Dạ đây ạ chị. Bo luôn cho 2 triệu. Cứ thế mà phát huy nha. Cảm ơn chị gái xinh đẹp nha. A few moments later. Em ơi, cho anh trả hàng nha. Cái này á, vợ anh nó khen đẹp nhưng mà người yêu anh nó chơi xấu. Ôi anh ơi, như thế thì cửa hàng nhà mình cho đổi trả 24 giờ còn gì. Ủa trời ơi. Vậy em trả lại anh tiền ạ. Ok em, cửa hàng làm ăn tốt nha. Good job em. Chết rồi. Tháng này bay ngán luôn rồi.